Thế giới phương tiện xin kính chào quý vị và các bạn. Đầu tháng 11 vừa qua, Piaggio đã cho ra mắt hai sản phẩm hoàn toàn mới, đó là Vespa LX và Vespa S. Về kiểu dáng vẫn giữ nguyên những nét truyền thống so với phiên bản cũ, còn thay đổi lớn nhất là về mặt động cơ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng Thế giới phương tiện đến với hai sản phẩm mới này. Là một trong những biểu tượng cho phong cách và sự thanh lịch của nước Ý, trong hơn 66 năm qua, Vespa đã vượt qua giới hạn của một phương tiện giao thông thuần túy mà đã trở thành một phong cách sống bắt nguồn từ những giá trị về thẩm mỹ, tự do phóng khoáng và sự tôn trọng thế giới xung quanh. Tiếp nối thành công của thế hệ trước, dòng sản phẩm Vespa mới lần này vẫn kế thừa được nét quyến rũ, lịch lãm. Thiết kế mang đậm chất Ý giờ đây được trang bị động cơ mới giúp vận hành khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Vespa 3 van IE hoàn toàn mới đang trên con đường chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Nằm trong phân khúc xe tay ga hạng sang cao cấp, Vespa mới hút hồn những người yêu thích thời trang và cái đẹp. Điều giúp Vespa chiếm được tình cảm của nhiều người sử dụng là bởi trong suốt quá trình phát triển, tính nguyên bản trong thiết kế xe Vespa luôn được tôn trọng. Đó là thiết kế khung thép liền khối mà không một sản phẩm xe máy nào có được. Về thiết kế, Vespa LX và Vespa S thế hệ mới đặc biệt gây ấn tượng với cả vạt ở giữa yếm xe. Được làm nổi chạy dọc từ tay lái đến gần chắn bùn trước, khiến chiếc xe có phần khỏe khoắn và hiện đại hơn. Chắn bùn trước tuân thủ những đường nét dứt khoát cùng lớp xe 11 inch và vành xe 5 chấu thanh lịch. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu bằng thép được thiết kế để mang lại cho người lái xe tầm quan sát tốt nhất có thể. Mặt đồng hồ được chú ý tới từng chi tiết hoàn thiện, giúp cho việc quan sát dễ dàng hơn trong mọi điều kiện ánh sáng. Một minh chứng cho đẳng cấp của Vespa LX chính là logo Vespa được in trên tay nắm của xe. Các chi tiết mạ chrome cũng được nhắc lại ở phần đuôi xe, làm nổi bật thiết kế trước và tay nắm sành điệu. Sàn để chân rộng rãi của xe có tác dụng tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa phần trước và sau xe, đồng thời kết hợp với yếm trước và thân xe nhằm che đi động cơ bên trong xe. Điều đó đã đóng góp vào thành công của Vespa. Hai yếu tố phong cách và tính hữu dụng được cân nhắc rất nhiều trong thiết kế của yên xe. Từ chất liệu sử dụng để bọc yên cũng như chỉ may đều được chú ý tới từng chi tiết. Điểm đáng chú ý nhất của dòng sản phẩm mới này là cuộc cách mạng về công nghệ động cơ. Vespa đã cho ra đời công nghệ động cơ hoàn toàn mới, động cơ 3 van cùng hệ thống phun xăng điện tử mang tên 3VIE. Động cơ 3VIE mới đã khiến Vespa trở thành một trong những xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong phân khúc xe tay ga. Công nghệ 3 van ở động cơ Vespa LX và Vespa S 125-150cc còn cho phép thời gian tăng tốc nhanh hơn và tốc độ tối đa lớn hơn so với thế hệ trước. Kiểu dáng thiết kế bên ngoài ấn tượng cùng khả năng vận hành tuyệt đỉnh giúp chiếc Vespa 3VIE nổi bật khi hòa mình trên đường phố. Vespa 3VIE mới vận hành khá êm ái và mượt ngay cả khi chạy ở tốc độ trung bình trên đường phố nhờ hệ thống truyền động mới. Tuy nhấn nhẹ ga nhưng chiếc xe tăng tốc khá mạnh mẽ. Những ưu điểm này đến nay vẫn là những chuẩn mực hàng đầu trong phân khúc xe tay ga, giúp Vespa thế hệ mới tạo ra khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh. Cảm giác cầm lái dòng sản phẩm Vespa thế hệ mới đem lại một trải nghiệm đầy thú vị. Nếu bạn đang phân vân về một chiếc xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn thể hiện được phong cách và cá tính, Vespa 3VIE hoàn toàn mới chắc chắn là một gợi ý hoàn hảo. Với các gam màu phong phú, đỏ, trắng, vàng, xanh và sáng titan, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn một chiếc xe theo sở thích. Vespa không chỉ quyến rũ bởi công nghệ hiện đại mà còn bởi những đam mê và hứng khởi mà nó mang lại cho người sử dụng. Với những thay đổi lớn về nội dung sản phẩm, mức giá của Vespa mới gần như không thay đổi so với phiên bản cũ. Những thông tin thú vị vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới phương tiện của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.